Ở xã Nhân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, ông Minh là một trong những nông hộ liên kết sản xuất với công ty Thái Thuận. Nhiều thay đổi trong khu vườn canh tác của ông, rõ nhất là kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ngày thu hoạch, trái táo nào nhìn cũng ngon mắt, nhưng phía công ty vẫn đến tận vườn cùng với nông dân xem xét kỹ lưỡng rồi mới quyết định có thu hoạch hay không. Giá cả thì công ty là ổn định, mà ổn định thì phải yêu cầu cái sản phẩm của mình là phải có chất lượng. Thứ nhất là dày, sâu và các cái chất độc nhiều thì công ty nó không thu. Lúc đầu với những nông dân tham gia vào chuỗi liên kết, những quy định mà công ty đưa ra quả thực là áp lực lớn. Chính áp lực đã buộc nông dân phải thay đổi. Giá trị nông sản được nâng lên, nhất là khi sản phẩm chế biến sâu có thương hiệu được công bố rõ ràng về chất lượng, nguồn gốc. Khi mà sản phẩm anh đã đạt cái thương hiệu rồi, thì anh duy trì thương hiệu mới là vấn đề. Và mấu chốt là anh phải song song sản xuất đầu vào và sản phẩm, hai là thiết bị máy móc áp dụng khoa học công nghệ vào. Là vùng đất có nhiều giá trị khác biệt, Ninh Thuận đang là một trong những địa phương có nhiều sản phẩm OCOP với hơn 70 sản phẩm. Mở rộng thị trường cho nông sản OCOP được tỉnh Ninh Thuận tập trung trước hết bằng việc khẳng định chất lượng. Trong giai đoạn vừa rồi chúng tôi đẩy mạnh cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chuẩn Việt Gap hoặc là Global Gap. Thì đây là những cái yếu tố đầu vào rất là an toàn cho chế biến cái sản phẩm OCOP.